Bây giờ mình tính sơ sơ là ví dụ như mọi người sẽ mua một Camry khoảng tầm cũng là đất khoảng tầm 9 đến 10 triệu và có những cái lên tới 11, 12 triệu thì mọi người chỉ cần thêm khoảng tầm 3 đến 4 triệu nữa thôi và mọi người có thể sử dụng một cái main rời và mixer rời được rồi. Xin chào tất cả mọi người và lần nữa chào mừng mọi người trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay thì mình chia sẻ một số kiến thức liên quan đến bộ dàn karaoke để chúng ta nắm rõ hơn để khi chúng ta đi mua lắp đặt một bộ dàn chúng ta chọn như thế nào cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta sử dụng. Thì trước mặt mình đây là một cái amply và phía bên tay phải của mình đây là một cục đậy và một cái mixer. Thì vì hồi xưa là ngành âm thanh của chúng ta phát triển không có được mạnh cho nên là hầu như khi đi lắp đặt một bộ dàn karaoke thì mọi người chỉ mua một cái amply với lại một cặp loa là xong, với lại một cái mic là xong. Và bây giờ thì ngành âm thanh của chúng ta phát triển hơn rồi tiên tiến hơn cho nên có nhiều thiết bị công nghệ cao hơn, hay hơn, cho nên hầu như bây giờ thì các cái phòng karaoke kinh doanh rồi phòng karaoke gia đình thì hầu như là mọi người sử dụng là main với lại mixer rất là nhiều chứ cũng ít khi sử dụng amply. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào so sánh giữa sự khác biệt của amply và main. Thì amply được tích hợp bộ trộn còn gọi là mixer và công suất. Thì đằng phía trước này đây gọi là bộ trộn. Thì như mọi người chúng ta thấy cái phần equalizer của amply đơn giản chỉ có phần là bass, trung và tép. Còn phần equalizer của vang số sẽ được tích hợp nhiều cần hơn, từ 8 cho tới 12 hoặc có cái lên tới 15 lực. Cho nên khi chúng ta cân chỉnh thì sẽ có nhiều tính năng hơn, nhiều tune hơn để các bạn có thể cân chỉnh theo tùy ý và cần cắt những tần số tùy ý được. Còn amply thì sẽ không làm như vậy được. Chúng ta chỉ chỉnh được là bass, trung và tép. Thích tép chúng ta tăng tép và thích trung thì chúng ta tăng trung thôi. Chứ nó không có thể là tùy biến theo những cái tần số dư mà chúng ta muốn cắt được. Đó là về phần equalizer của amply. Cho nên là khi chúng ta ca, chúng ta hát thì nó chỉ đạt được một cái mức độ nào đó thôi, chứ không thể là tối ưu theo cái nhu cầu của chúng ta hoàn toàn được. Đó là về phần mixer của amply. Rồi về phần công suất của amply thì công suất của amply thông thường chỉ đạt được khoảng từ 100 đến 150 và có cái cao cao hơn một chút thì từ khoảng tầm 200. Cho nên là khi chúng ta sử dụng những cặp loa như là 2 tấc rưỡi, 3 tấc có công suất tầm 300W hoặc 350W thì với công suất như vậy thì amply nó sẽ không đáp ứng được. Tức là mở thì nó vẫn nghe được nhưng mà khả năng để cho âm thanh chi tiết rõ nét thì amply sẽ không đáp ứng được như là khi chúng ta sử dụng main, còn gọi là cục đậy. Còn một số các tính năng khác nữa, ví dụ như là cut rod, noise gate, compressor, amply cũng thiếu, cũng không có tính năng đó. Vì những tính năng đó rất là quan trọng, rất là cần thiết, nhưng amply cũng không có tính năng đó. Chỉ có là vang số thì mới có tính năng đó. Và ok, thì bây giờ mình sẽ nói về main và mixer rời. Thì main được tích hợp công suất riêng biệt trong một cục main, đây là cục dưới cùng mọi người ha, thì không có được tích hợp mixer chung giống như amply. Nó được tích hợp, nó chỉ là sử dụng công suất và có hai núm volume lớn nhỏ đằng trước này thôi, chứ không có bộ rùi. Nếu muốn sử dụng bộ rùi thì phải thêm một cái vang số còn gọi là mixer thì mới sử dụng được. Main có công suất lớn hơn, khả năng khuếch đại tốt hơn, cao hơn, cho nên khi chúng ta sử dụng main thì nó sẽ đáp ứng được những cặp loa như là 300W, 350W. Nó sẽ đáp ứng được rất là tốt. Nó sẽ cho ra âm thanh chi tiết hơn, rõ nét và sắc hơn. Khi chúng ta nghe nó sẽ chắc hơn rất là nhiều so với khi chúng ta sử dụng amply. Thì như mọi người cũng thấy đó, main nó chưa được tích hợp và mixer. Cho nên khi chúng ta sử dụng main thì chúng ta cần phải kèm theo một cái vang số hoặc là mixer thì mới sử dụng được. Thì một thiết bị khi mà tách biệt ra như vậy thì mọi người làm một việc như vậy thì mọi người thấy là nó có ok hay không, nó có ưu biệt hay không. Trong vang số nó còn là một bộ controller, nó có compressor, có noise gate để chúng ta rồi chúng ta có thể cắt rốt chia tần số cho loa được, tức là nó có thể làm việc chi tiết hơn, chia các bộ phận làm việc nhiều hơn. Cho nên khi chúng ta lựa chọn vang số thì nó sẽ tối ưu cho chúng ta hơn. Chúng ta muốn cắt những tần số nhỏ, cắt những tần số nào mà dư thừa thì vang số nó có thể đáp ứng được, còn amply sẽ không đáp ứng được. Ok, và bây giờ mình sẽ tóm tắt sơ lược về hai sản phẩm này ha. Thì khi chúng ta lựa chọn amply để phối ghép bộ dàn thì giá thành của chúng ta nó sẽ rẻ hơn so với khi chúng ta sử dụng main công suất và mixer rời. Nhưng ngược lại thì âm thanh mà khi chúng ta sử dụng một cái main công suất rời và mixer rời
thì nó sẽ cho ra âm thanh chi tiết hơn, rõ hơn và hay hơn. Thì như lúc này mình cũng đã có nó so sánh về sự khác biệt đó. Ok, thì nếu mà người có thắc mắc là hiện tại bây giờ đang có một cái âm ly ở nhà thì bây giờ muốn sử dụng vang số có được hay không, thì mình cũng nói với mọi người là sử dụng được. Nó sẽ thay đổi được khá là nhiều so với khi chúng ta sử dụng bộ rùi của âm ly đang có sẵn. Khi chúng ta chưa có một thiết bị gì, chúng ta xác định là sẽ đi lắp một bộ dàn, thì mình cũng khuyên mọi người chúng ta nên lựa chọn main và mixer rời, thì nó sẽ tối ưu cho chúng ta hơn, nó sẽ hay hơn cho chúng ta hơn. Khi một lần chúng ta bỏ chi phí ra thì lương thiện chúng ta có thể gắn thêm một chốc thôi là chúng ta có thể lựa chọn main và mixer rời được rồi. Bây giờ mình tính sơ sơ là ví dụ như mọi người sẽ mua một cái amply khoảng tầm cũng là rớt khoảng tầm 9 đến 10 triệu, và có những cái lên tới 11, 12 triệu, thì mọi người chỉ cần thêm khoảng tầm 3 đến 4 triệu nữa thôi là mọi người có thể sử dụng một cái main rời và mixer rời được rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ một số kiến thức mà mình biết tới mọi người. Thì nếu mọi người thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, share và subscribe. Chào tất cả mọi người ha.